tổng hợp những chú hề ngoài đời thực khiến người xem không nhịn được cười. Tiễn khách ra dìa, chị nhân viên ra theo, tao dìa trước đây, ở lại làm tiếp đi he. Cửa tôi mở cho khách, ai cho đi ké. Chị gái giơ chân lên, tính chơi khô máu á thì. Dập bà cái mông tôi rồi, bận giấy bận ơ mà hổ báo làm gì không biết à. Xém nữa trúng ông thần tài thổ địa rồi. Tiếp theo, thầy giáo hướng dẫn lực ly tâm quay chiếc ly không đổ nước ra ngoài. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Rồi giờ tới em đó, lên đây làm thử coi. Cô gái cười tươi như bông, bà này dễ ợp, tụi mày coi nè. Hay. Bà tạc tung té ra sàn luôn, xách cái cây đi lau nhà giùm tôi một cái. Học hành kiểu này chắc tôi cho đậu cành me quá. Còn đây là thanh niên ngựa bà chuẩn bị qua đường, thấy đường vắng ổng khoái biểu diễn chống tay lộn mèo cái á thì. Ủa, đây làm dạng chi cho té nhìn cái mặt sang chấn ghê hôn. Mốt bất ngựa lại nha má. Chúa hề ngoài đời thực cũng chưa bao giờ làm cho tôi bớt cười được luôn á mọi người. Còn các bạn thì sao? Comment chia sẻ cùng Tin 3 Phút Hài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.